Trong chương từ 1051 trước đó, các cửu hoàng bao đã lần lượt xuất hiện trước dân chúng tại kinh thành Hana, trông thấy những Kinemon, Raizo, Kagamatsu, Kiku, Nekomamushi và Inurashi. Người dân bắt đầu tin lời tiên tri của phu nhân Toki là sự thật. Thế rồi họ bật Smart Tanishi lên để thực hiện buổi livestream tới toàn thể Wano Quốc, trong đó có Onigashima, nơi Yamato có lần đầu tiên gặp gỡ tất cả thành viên băng mũ rơm. Sau vài lời giới thiệu ngắn gọn, Yamato với tư cách Kozuki Oden xin được lên tàu ra khơi trở thành đồng đội mới của băng hải tặc mũ rơm. Ngay lập tức cô nhận được phiếu tán thành từ Sanji và Brook, tuy nhiên các thành viên còn lại, nhất là Jinbei vẫn còn giữ khoảng cách vì phải chờ ý kiến của thuyền trưởng. Còn lúc này tại kinh thành Hana, Momonosuke bắt đầu xuất hiện trong diện mạo mới. Ở cái tuổi 28, Momo biến thành một thanh niên cao lớn với mái tóc đen dài bồng bềnh, nếu búi cao lên thì giống Oden như Coca với Pepsi. Gương mặt cậu vừa có nét cương trực của cha, vừa pha thêm một chút sự ôn hòa của mẹ. Tất cả cộng với cây kiếm dài được cha truyền lại, dự là Momonosuke sẽ có lịch sử tình trường không thua kém gì dâu trắng. À nhầm, Oden. Momo bước trên con đường danh dự do em gái và các gia thần tạo ra, họ quỳ hai bên đầy tôn kính như một cách khẳng định vai trò lãnh đạo của chàng thanh niên kia. Và Momonosuke xác nhận lại điều đó với toàn bộ thần dân của mình bằng một bài diễn văn đầy cảm xúc. Thay vì mở bài dài dòng, cậu ta đi thẳng vào vấn đề là những gì mình sẽ làm cho người dân và đất nước này, rồi tới tri ân những người đã giúp sức giải cứu Wano. Và sau cùng, cậu tuyên thệ trước khi xưng danh cái tên đầy tự hào mà người cha đặt cho, mang hàm nghĩa mạnh nhất thế giới. Kozuki Momonosuke sẽ trở thành tướng quân trị vì Wano Quốc kể từ ngày hôm nay. Momo đăng cờ trong sự xúc động và sung sướng của bé Tama, cửu hoàng bao, các đồng minh và nhân dân Wano. Một trang sử mới đã được bắt đầu và ngay bây giờ mình sẽ gửi tới anh em những ý chính sẽ có trong chapter 1052 mới nhất. Chapter 1052 của One Piece có tên là Buổi sáng của một khởi đầu mới. Một đêm rất dài đã trôi qua và bình minh thực sự đã đến với Wano. Khởi đầu mới dành cho đất nước này đã được khẳng định, trận chiến với Liên minh Hai Tứ Hoàng 100% cũng đã kết thúc. Vì là dẫn chuyện cuối cho 1051 của Oda có đoạn: những cánh anh đào nhảy múa trong bầu trời tương lai, nơi những chiến binh cuối cùng đã có thể để thanh kiếm của mình được nghỉ ngơi. Nghĩa là Kaido hay Big Mom sẽ không thể quay trở lại nữa, cả hai tướng hoàng đã bị đánh bại hoàn toàn, nhưng thanh kiếm của các samurai sẽ được nghỉ ngơi. Nhưng họ chỉ có thể nghỉ ngơi tạm thời mà thôi, vì dấu hiệu của một trận chiến khủng khiếp không kém đã xuất hiện ngay ở chapter mới này. Lưu ý đây là một chapter rất nóng bỏng, nóng ngay từ thông tin đầu tiên là tuần tới vẫn sẽ có chuyện. Sau quãng thời gian cuối tháng 4 và nửa đầu tháng 5 break liên tục, Oda đang chiều fan hết nấc khi ra liên tiếp 4 chương liền không nghỉ. Mà nghỉ thế quái nào được khi chapter này nóng hơn cả nóng. Về nội dung chính của chapter 1052 thì mình chỉ biết nói thế này: anh em hãy cẩn thận đội mũ bảo hiểm, thắt dây an toàn trước khi theo dõi video nhé. Trong biệt tuần này vẫn tiếp tục là phần mini story về quân đoàn Gema 66 với tựa đề Gema chạm trán Caesar Cloud. Theo nhiều đồn đoán, Caesar Cloud cũng thuộc nhóm nghiên cứu Mask cùng với những viên Smoke Church, Vega Punk và Queen bệnh dịch. Hắn và nhóm Luffy bằng Phai Tanh đã chia tay nhau ngay khi thoát khỏi đảo bánh. BG cũng rất giữ lời hứa khi trao trả lại quả tim cho Caesar. Kể từ lúc đó, không ai biết hắn bay đi đâu, làm gì, nhưng số phận run rủi cho Caesar Cloud gặp nhà Gema. Nếu quả thực hắn từng là đồng chí của Vin Smoke Church, thì chắc chắn Caesar Cloud được Oda giao cho một vai trò quan trọng trong phần còn lại của One Piece, vì sớm muộn gì Gema 66 cũng sẽ nằm dưới quyền chỉ huy của anh ba mà thôi. Tiếp theo với đoạn cuối của chương 1051, Momonosuke cùng các gia thần tiến vào trong lô đài Shogun. Cậu ta chính thức ngồi lên chiếc ghế dành cho tướng quân và hứa: nếu Wano Quốc mà bung, mà toang thì hứa với mọi người là ta chịu trách nhiệm, mà chả hứa thì ta vẫn cứ chịu trách nhiệm, nên cứ thế mà làm thôi. Tất nhiên, mọi thứ Momo nói hay làm, vài boy Junisa đều thấy và nghe được hết. Nó và Momo có một cuộc nói chuyện ngắn ở chapter 1052 này. Quyết sách lớn đầu tiên của cậu ta vẫn không thay đổi so với những gì nói với vài boy trước đó. Momo sẽ không vội vàng mở cửa đất nước để tái thiết, ổn định tình hình trong nước trước. Cậu ta muốn khi mở cửa, vương quốc của mình phải thật giàu có, hùng mạnh để có thể hợp sức với Van Joy Boy, đem ánh bình minh cho thế giới. Bản thân Momonosuke cũng cần phải rèn luyện nhiều hơn nữa, cả văn lẫn võ. Do Wano Quốc vẫn tiếp tục đóng cửa với thế giới nên Junisa đã rời đi, Vai Boy quay vòi không bước qua biên giới của Wano nữa, vậy là sẽ chẳng có gì xảy ra cả. Câu chuyện Junisa quất vòi đánh tan hạm đội Cyberpole coi như cũng vứt xó. Oda vẫn chưa muốn tiết lộ quá nhiều về mối quan hệ tay ba Joy Boy, Vai Boy và Momonosuke. Junisa đã quay vòi, không biết bọn Cyberpole kia quay tàu chưa nhỉ, hay vẫn thích thử sức với những người vừa đả bại tận hai tướng hoàng đây. Tiếp đến là Drake và Hawkins có một cuộc đàm đạo, chương này dài hơn so với bình thường và Oda dành thời lượng khá nhiều cho việc điểm mặt tình hình của các nhân vật tham gia trận chiến ở Onigashima. Cú vẻ tay lái đầu tiên là quẻ bói của Hawkins,
hắn tiết lộ với X-Ray rằng kẻ có cơ hội sống sót 1% chính là mình chứ chẳng phải ai khác. Qua này Oda không cứu mấy bộ anime nữa, cái thói thích cầm đèn chạy trước công nông, lần trước dám spoil vụ Zoro của Haki Báo Vương, đã thế lần này ông bẻ lái cho bỏ ghét. Không phải X-Ray như anime nói, cũng không phải bất cứ ai được các YouTuber hay giả thuyết ra gọi tên, mà tỷ lệ sống 1% rơi đúng vào cái thằng đó bói bài. Bất ngờ chưa? Thực chất là Hawkins đã bói được ra Kaido sẽ bị đánh bại, nhưng vì lòng tự tôn nên hắn quyết định không đổi phe mà chiến đấu hết mình với Killer. Kể ra thì Hawkins cũng biết nhục chứ không như cái thằng Apo đổi phe hết lần này đến lần khác. Bị kết phe trai chửi cho vuốt mặt không kịp, Hawkins thà chết không phản bội thêm lần nữa. May mà cái giá phải trả chỉ là cánh tay chứ không phải mạng sống. 1% nó vẫn to lắm. Một đêm ở Wano có thể dài bằng 2 năm ngoài đời thực, nhưng một tuần tại đây cũng có thể chỉ bằng 1 giây khi Oda thích. Chỉ cần một câu đơn giản như này thôi. 7 ngày trôi qua từ sau cuộc chiến giữa Liên minh Niji, hải tặc Minh Samurai với băng hải tặc Bách Thú và Big Mom, Wano Quốc giờ đây đã có những sự khởi sắc đáng kể sau khi giành lại được độc lập. Vậy là rõ rồi, tận 7 ngày cũng không thấy Kaido với Big Mom trồi lên thì khả năng cao là hai cụ đi gặp dâu trắng thật rồi. Anh em cứ bảo Tứ Hoàng làm sao chết dễ thế được, nhưng mà ăn trái quỷ không bơi được, xong lại tham gia thử thách 7 ngày bởi đêm tập bơi trong biển Magma. Gat go. Nói tóm lại thì kể cả fan có không thích đi chăng nữa, cũng chẳng cần quan tâm chuyện thuyết phục hay không. Oda đã cho hai Tứ Hoàng bay mờ cùng một lúc, tận một tuần trôi qua vẫn không thấy tăm hơi đâu cơ mà. Ở cho tờ 1052 này còn có cả báo của Morgan, anh em biết điều đó đồng nghĩa với chuyện gì rồi đấy. Chuẩn bị update tiền truy nã của băng mũ dâm, nhất là Luffy, Zoro, Sanji và bộ ba siêu tân tinh khác là Kid, Killer, Law, D là vừa. Sao, những thông tin này đã đủ giật gân chưa anh em? 7 ngày trôi qua cũng có thể coi như time skip ngắn để các chiến binh hồi phục cũng như thu dọn tàn dư của chế độ Orochi. Được nhận như vậy có vẻ là quá nhanh, dường như Oda gấp gáp để chuẩn bị có cái gì đó lớn hơn. Chắc ba cũng nghe các fan kêu ca là chuyện câu giờ quá cho nên bỏ qua toàn bộ tan cuộc của trận chiến, nhảy cóc một phát tới 7 ngày sau đó. Lúc này có bộ là Apo và tên Number Inbi đã hợp tác với nhau. Theo thông tin spoiler thì hắn đã làm hòa với phe đồng minh. Đúng là quốc tịch tàu khựa, nam tử hán đại trượng phu đánh nhau không được bú cu giảng hòa. Tiếp theo là phần kể chuyện của Oda, đoạn này chủ yếu thống kê thương vong cũng như tri ân những người đã khuất. Đáng chú ý, Izo đã tử trận sau khi đồng quy vu tận với tên CP0 Maha. Điều khán giả mong muốn thì Oda cho toại nguyện luôn, có người đã chết rồi đây. Phe ta mất Izo nhưng CP0 cũng mất tên Maha, còn gã trưởng nhóm mò lên đỉnh sò cũng đã bị Kaido cho niệm luôn. Chỉ còn duy nhất một tên kịp chạy khi hòn đảo sắp rơi. Ngoài Izo thì phe ta còn mất thêm một người nữa, đó là Ashura Doji. Hai cái tên này mình đã dự đoán từ chắp trước khi thấy họ vắng mặt trong buổi lễ tuyên thệ đăng cơ của Momonosuke. Hóa ra ngoài các cầu thang và Akainu, trong One Piece thì bom cũng có thể giết người. Nói vậy tức là mình đang có cảm nhận giống hầu hết anh em khi nghe tin Ashura Doji qua đời. Nó quá đường đột và bất ngờ. Chẳng biết bao nhiêu cái tên có khả năng tử trận thì Ashura Doji chưa một lần xuất hiện trong ý nghĩ của mình. Một phần vì anh là gia thần mạnh nhất của Oden 20 năm trước, bản thân lại có thêm 20 năm nằm gai nếm mật, nuôi quân luyện binh trở tới ngày khởi nghĩa. Một Ashura Doji mạnh mẽ như vậy lại chết vì quả bom, nực cười. Nếu coi Ashura và Pan chim cắt là một bài văn thì Ashura Doji sẽ là mở bài, thân bài và kết bài, còn Pan chỉ là cuối đầu bài. Nhưng có bom đủ để xóa sổ cả kinh đô của Alabasta cũng không giết chết được Pan chim cắt, thế mà quả bom bé tí nổ chưa phá được một góc lâu đài lại giết được Ashura Doji, nghe là có vô lý hay không? Cái chết của Izo mình đã lường trước được, nhưng cái chết của Ashura thì không thể thuyết phục được. Không phải do mình thiên vị vì mình thích anh ta hay dự đoán sai nên mình khó chịu. Sai thì sai nhiều rồi, chỉ là Ashura Doji hy sinh hơi phi lý. Nếu xét về sức mạnh, 20 năm trước Kiku không phải đối thủ của anh ta, Kinemon mình tạm cho là ngang cơ. Nhưng hai người này du hành thời gian trong khi Ashura có 20 năm time skip, cùng ăn đòn như nhau từ Kaido, cùng bị Kanzuro xiên một nhát vào ngực. Kiku còn thương nặng hơn do Kaido cắt cụt tay trái trước đó, vậy mà Kiku sống còn Ashura lại oẳng, quả thật là hơi khó hiểu. Kinemon thì có thể gặp may vì Kaido cắt trúng vị trí bị lo chém lúc trước, nhưng nếu Ashura Doji mà chết thì đáng ra Kiku cũng phải chết mới hợp lý, theo mình là vậy. Cứ đến quả bom ở Alabasta với quả bom của Kanzuro là mình lại thấy tức anh ách. Ngoài những nhân vật này ra, trước tầm 1052 không thấy nhắc gì đến Marco, Kid, Killer và Law. Xem ra sau khi nghỉ ngơi hồi phục, tất cả đã rời khỏi Wano Quốc. Tiếp theo là băng mũ rơm, cho tầm 1052 có khá nhiều các phân đoạn hài hước kết hợp với khoe thân lộ hàng của các thành viên trong băng và Yamato.
Cụ thể nghe nói là có cảnh đi tắm ở phòng tắm hoàng cung hay là hồ nước nóng lộ thiên ngoài trời gì gì đó. Như lần mọi người tắm chung với vua Cobra ở Alabasta, rồi các thành viên cũng được vua Disney nhà tắm nữ ấy. Chưa rõ Yamato đã được Luffy chấp thuận cho vào băng hay chưa, nhưng câu nàng lần đầu có nhiều bạn thế này đồng ra hơi lác một tí. Tự xưng mình là con trai Kaido nhiều giết thành quen, Yamato chạy sang tắm chung với các thành viên nam bằng mũ rơm thay vì bên phòng tắm nữ với Nami và Robin. Quả này anh ba thời tới cản không kịp, mất máu còn nhiều gấp mấy lần lúc đánh nhau với Queen bệnh dịch. Một số nhân vật khác như Otama, Carrot, Nekomamushi các thứ cũng ở khu tắm đấy góp vui của băng mũ rơm. Thấy bảo cô bé Carrot khóc trong hạnh phúc nhưng chưa rõ nguyên nhân khiến Carrot khóc là gì. Lẽ nào chỉ xúc động không thôi hay mọi người từ chối cho cô bé ra khơi cùng. Ngoài ra chúng ta cũng chưa thấy buổi party lớn chưa từng có mà Luffy nói khi đánh qua cánh cổng Tori. Cả Wano Quốc vẫn chưa mở tiệc bởi vì còn đại dịch trước mắt. Oda cho họ hẳn 7 ngày nghỉ ngơi chuẩn bị chỉ để đón tiếp kẻ này mà thôi. Cả hạm đội Severpoon án ngữ bên ngoài Wano nữa. Ngục Đạo Tinh đã lệnh cho bọn chúng quay tàu ngay lập tức sau khi biết tin từ tên CP0 chạy thoát. Các siêu tân tinh đánh bại hoàn toàn hai tứ hoàng của băng bách thú. Sức mạnh kinh khủng của các samurai Wano Quốc khiến chính quyền thay đổi ý định ban đầu. Ngục Đạo Tinh quyết định cử một lực lượng khác tới đây. Cụ thể thì đó là hải quân. Hiện đô đốc Ryokiyu, tức bò xanh, đang trên đường tới Wano Quốc. Akainu từng ngăn cản Kizaru vì lo ngại hai tứ hoàng lại chưa nắm được thực lực của Wano. Nhưng giờ hắn có tình báo chi tiết về vấn đề này, các đầu ở Big Mom cũng không còn nữa. Akainu hoàn toàn tự tin khi cử Ryokiyu tới đây. Quả nhiên, Wano là nơi bỏ lục xuất trận. Luffy vừa đả bại tứ hoàng mạnh nhất. Tuy Solo vẫn không ăn được Kaido nhưng cũng ở đẳng cấp tứ hoàng rồi. Haki báo vương cấp cao cộng với trái quỷ thức tỉnh. Các anti hải quân gáy rất sớm rằng bây giờ đô đốc chỉ là đầu bờ rẻ rách, mang Akainu đến đây. Có thêm Yamato, tổng bộ nát như tương. Ok, Oda sắp giải đáp cho câu hỏi tứ hoàng hay đô đốc ngon hơn rồi đấy. Ryokugyu tới và theo lý thì đây sẽ là đối thủ của Luffy, xem là biết ngay thôi. Thông tin vừa rồi cũng khép lại video ngày hôm nay của Chuyện Tổng Hợp. Cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi. Nếu thấy hay thì hãy dành tặng một like, share cùng một đăng ký kênh để ủng hộ cho bọn mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.